là con đã có thai với Phong. Bà nói dối. Phong, em đã yêu anh không? Tú, bà... cô làm cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Mình ơi. Nhưng tôi không thể. Rồi em bất chấp tất cả, lòng thầm oán trách những ai đã chót gây ra, làm cho em khổ đau ngàn lần hối tiếc. Lỗi lầm ngày càng thêm luôn sâu. Đời em lạc lối sống chẳng muốn tin vào ai, nhưng rồi cha bao hơn ghen đã khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu em chỉ muốn chim lấy, mãi tranh giành một hạnh phúc bằng lòng ích kỷ nhỏ nhen. Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim thật thà và lòng vị tha với tất cả tâm chân tình dành cho nhau. Tình yêu đó mới bền lâu, xin đừng dối nhau. Đời em lạc lối sống chẳng muốn tin vào ai, rồi cha bao hơn ghen đã khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu em chỉ muốn chiếm lấy, mãi tranh giành một hạnh phúc bằng lòng ích kỷ nhỏ nhen. Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim thật thà và lòng vị tha với tất cả tâm chân tình dành cho nhau. Tình yêu đó mới bền lâu, xin đừng dối nhau. Chồng ơi là chồng. Kỳ lắm, em nghe nó đã. Ừ, vậy đi. Sữa đi, chứ nằm hoài đổ bệnh ra còn khổ nữa. Nhanh, dậy đi con. Con đã nói là con không ăn uống gì hết á. Má nói hoài má không mệt hả? Thì mấy bữa nay rồi, con có ăn uống gì đâu. Má không lo sao được. Hay là má để đây, lát nữa con uống rồi hãy đi ngủ nha. Con không có uống, má đừng có ép con. Sao? Bây giờ con tính nằm luôn ở đây phải không? Tú à, ba kêu kìa, nghe lời ba dậy uống sữa đi con. Con nói con không muốn nghe, muốn hiểu gì hết á. Hai người ra đi. Ra đi. Đi ra cho con nhờ. Tú. Hay là con Tú nó có vấn đề về thần kinh? Nếu vậy, phải đưa đi khám, điều trị càng sớm càng tốt. À, không có đâu. Chắc là nó đang gặp chuyện gì quá à. Nếu có chuyện gì, sao nó không nói cho mình biết? Nhưng dù sao, bà cũng phải quan tâm nó nhiều hơn một chút. Ừ, em biết rồi. Theo em nói như vậy thì không khéo Tú bị sốc chuyện gì đó. Bây giờ cả nhà cứ lơ đi, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nhất là đừng ai la mắng gì nó nữa, cứ để yên rồi từ từ nó sẽ qua. Nhưng mà có sốc là sốc chuyện gì mới được chứ. Ở nhà ai cũng yêu thương vui vẻ với nó. Em có tìm hiểu bạn bè và thầy cô bên trường cũng vậy, có gì đâu. Hay là nó có chuyện gì đó thầm kín riêng tư, như là chuyện yêu đương trai gái, thất tình rắc rối gì đó chẳng hạn. Là chị gái, em thử nhỏ nhẹ tâm sự với Tú xem sao. Anh nói vậy làm em lo quá. Chắc không sao đâu em. Thôi mình đi em.
chưa ngủ sao? Chưa ngủ thì dậy uống sữa đi rồi ngủ. Em đừng làm vậy má lo. Má bệnh, khổ thân má. Chị lo ngủ đi, đừng nhiều chuyện. Thì chị chỉ thương Út, chị quan tâm Út không được sao? Em Út gì mà chị thương? Tại Út không hiểu thôi. Chị với em là cùng cha mẹ đẻ ra. Chị là chị của em. Chị không thương em thì thương ai bây giờ? Em chẳng qua sinh ra hết á, em từ dưới đất chui lên. Sao em ăn nói bậy bạ như vậy? Em muốn nói sao là quyền của em. Sao dạo này em trở nên bướng bỉnh cứng đầu? Trước đây em có như vậy đâu. Út à, có phải là em gặp rắc rối gì? Em nói cho chị nghe nha. Chị hứa là sẽ giúp em và không nói cho ba má biết. Vậy chị nghĩ là em đang gặp rắc rối gì? Thì chị không biết, cho nên chị mới muốn hỏi em. Út nè, em có bạn trai chưa giờ? Bạn trai thì thiếu gì, ít nhất là nửa lớp. Là chị muốn hỏi. Như chị với anh Hưng hả? Đại loại như vậy. Em không có ngu. Thì đó là chuyện thường tình, chứ ngu dại gì. Vậy chị tin trên đời này có tình yêu thiệt hả? Có chứ, sao không? Giả dối hết. Thôi đi ngủ đi, em mệt lắm rồi. Tú nó nói vậy là sao? Hay nó đang bị thất tình? Con trai em lại nhập viện vì bệnh tim lại tái phát. Em lo quá anh ơi. Có người đàn bà khác, và đó cũng chính là nguyên nhân làm cho con Tú nó bị sốc đến như vậy. Nhưng nếu vậy, sao mình đề nghị ly hôn? Anh lại không chịu, mà cái con Tú cũng quá đáng. Sao nó lại không chịu nói ra kia chứ? Nó sắp vào học rồi, mà tinh thần cứ như thế này thì làm sao mà học được đây? Nó dậy rồi, nó đang ăn dưới bếp á. Nó dậy rồi hả? Thôi, kệ nó đi, vậy là ổn rồi. Ê tụi bay, nghe nói con Tú bị mất tích phải không? Thì ba má nó tìm khắp nơi không có, là mất tích chứ còn gì nữa. Tôi nói vậy đúng không? Chết, không khéo nó bị bắt cóc. Trời,
Bà làm như là con nít gì đó, bị bắt cóc cái gì? Thì người lớn cũng bị bắt cóc chứ bộ, nhất là con gái. Họ bắt cóc con gái, đem bán ra nước ngoài đó. Chuyện gì mà mọi người bàn tán xôn xao dữ vậy? Chuyện nhỏ Tú bị mất tích chứ chuyện gì? Mà Phong không biết hả? Cái gì mà mất tích? Ai theo dệt chuyện kỳ cục vậy? Theo dệt gì? Chuyện thật 100% đó. Bà Tú ở nhà bà Nhi chứ đi đâu mà mất tích? Xạo mày, mấy đứa mới còn không tin thì thôi. Kìa, Tú và Nhi tới rồi kìa. Thức đơn giản đó. Chết rồi. Các em ngồi xuống. Lớp trưởng cho cô biết sĩ số của ngày hôm nay. Dạ. 34, 35, 36, 37, 38. Dạ thưa cô, sĩ số lớp hôm nay đủ 100% ạ. Cảm ơn em. Dạ. Đây là học kỳ cuối của cuộc đời học sinh phổ thông của các em. Cô mong rằng các em học tập tốt để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cô mong tất cả các em ủng hộ cô. Chúng ta cùng phấn đấu đưa lớp 12A của mình sẽ trở thành lớp đứng đầu trường. Các em có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Tốt lắm. Cô cảm ơn các em. Dạ thưa cô, em không làm lớp phó học tập đâu ạ. Em có thể cho cô biết lý do được không? Dạ, lý do là em không muốn làm đâu ạ. Nhưng vì sao em không muốn làm? Theo cô được biết, em là học sinh giỏi trong các khối từ năm lớp 10 tới giờ. Nhưng mà em không muốn làm nữa, cô đừng có ép em. Nếu em nói như vậy, thôi được. Cô hơi bị bất ngờ, chứ không phải ép em. Theo cô được biết, lớp ta có một bạn học rất giỏi và năng động trong văn thể mỹ của lớp. Đó là Nhi. Cô đề nghị bạn Nhi làm lớp phó học tập thay cho Tú. Các em có đồng ý không? Dạ em đồng ý rồi. Rất tốt, cảm ơn các em. Dạ thưa cô, em biết là cô và các bạn tin tưởng em, nhưng em sợ em không làm tốt bằng bạn Tú. Nhưng bên em còn có cô và cả lớp ủng hộ. Người ta không sợ khó, chỉ sợ em không có quyết tâm thôi. Đúng không nào các em? Dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ đúng rồi. Cô cảm ơn Nhi. Các em mở bài ra, chúng ta bắt đầu học. Thưa cô, em xin nghỉ giờ này. Tại sao? Em có thể cho cô biết lý do được không? Em bị đau bụng. Ủa? Đi đâu vậy? Sao đi vậy? Sao đi ra vậy? Hôm nay Tú phải đi học, con phải ra ngân hàng lấy tiền của khách hàng chuyển tới, sau đó con đi làm luôn. Nè, má thấy mới bắt đầu mà ngày nào cũng có 5-7 đơn đặt hàng của khách, như vậy là khá rồi đó. Con mướn thêm một người nữa cho đỡ cực. Cũng chưa hẳn đâu má ơi. Toàn là đơn hàng của bạn bè mua ủng hộ không à, chứ đã có khách lạ đâu. Thì cái gì cũng phải từ từ. Thôi con đi đi rồi còn về công ty, chứ có một mình con Mai nó cũng rối lắm đó. Dạ, con biết rồi. À má, con tò mò chuyện này một chút được không? Chuyện gì? Hình như ba dạo này căng thẳng lắm má. Có phải là
có chuyện gì vướng mắc ở trường không á? Công việc ở trường của ba cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Bình thường thì ba đã như vậy, đến khi mà có chuyện thì sao hả má? Thôi con đi nha má. Vừa rồi có đơn nạch danh tố cáo anh. Vì lo sợ kết quả tốt nghiệp môn văn sẽ thấp nên làm phó chủ tịch hội đồng coi thi. Anh đã lợi dụng chức quyền, cố tình để lộ đề thi môn văn, nên kết quả tốt nghiệp trường của anh năm rồi lên tới 89%, anh nghĩ sao? Trời đất, làm gì có chuyện đó. Chẳng qua tôi chỉ đạo cho giáo viên ôn tập cho học sinh trúng tủ thôi. Nói thật, anh cứ thanh tra, có chuyện gì sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cụ thể anh đã chỉ đạo giáo viên ôn tập cho học sinh như thế nào? Rút kinh nghiệm từ việc yếu kém của những học sinh qua kiểm tra học kỳ 2, tôi đã đề nghị giáo viên ôn tập củng cố kiến thức bài bản cho học sinh, đồng thời giúp các em làm lại những đề thi tốt nghiệp môn văn của 10 năm trở lại đây. Không ngờ đề lại ra giống như đề của năm nay. Vậy là các em gặp may. Anh có cam đoan đúng như vậy không? Dạ, tôi xin cam đoan đúng như vậy. Còn quan hệ giữa anh và hiệu trưởng Phùng như thế nào? Chúng tôi vẫn quan hệ rất tốt với nhau. Nếu có là do bất đồng quan điểm mà thôi. Nên trong quá trình làm việc cũng có những bất trắc xảy ra. Nhưng điều đó là tất nhiên. Đấu tranh để phát triển mà, tôi nghĩ như vậy. Anh có thể nói cụ thể hơn những bất đồng đó như thế nào được không? Cụ thể là tôi phản đối việc dạy thêm một cách tràn lan, tiêu cực nhiều hơn tích cực. Thì hiệu trưởng Phùng lại cho rằng đó là giáo viên cần phải có thêm thu nhập để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và yên tâm vấn đề nghề nghiệp. Tôi phản đối việc học nhồi nhét. Thì hiệu trưởng Phùng lại cho rằng đó là phương pháp dạy tốt dành cho học sinh tiểu học, vì khả năng tư duy của học sinh lúc đó còn rất hạn chế. Vấn đề là ở chỗ chúng tôi chưa đủ trình độ để thuyết phục lẫn nhau. Cũng nhân đây tôi xin Phùng làm sáng tỏ giùm. Còn những vấn đề khác thì sao? Tôi cũng không nhớ hết. Nhưng thường thì những vấn đề về quà cáp, nếu có gì không đồng ý, tôi góp ý thẳng với hiệu trưởng Phùng, xong rồi thôi. Liệu có thôi được không? Điều đó nếu có là ở hiệu trưởng Phùng, chứ không phải là tôi. Thật sự giữa anh và hiệu trưởng Phùng, ai là người được lòng giáo viên hơn? Chắc chắn là hiệu trưởng Phùng rồi. Vì sao anh lại nói như vậy? Vì tôi thường nhắc nhở, tôi va chạm công việc với giáo viên nhiều hơn hiệu trưởng Phùng. Tôi hiểu rồi, vì anh là hiệu phó phụ trách chuyên môn, làm việc trực tiếp với họ. Vậy anh có sợ mất lòng giáo viên không? Không. Vì tôi nghĩ tôi hết mình vì công việc chung, không cá nhân, không vụ lợi. Nếu có ai nghĩ sai về tôi, thì họ sẽ hiểu lại tôi và thông cảm cho tôi thôi. Còn về lá thư nặc danh, ban thanh tra của phòng sẽ có nhiệm vụ làm sáng tỏ. Anh cứ yên tâm công tác. Dạ, cảm ơn anh. Phong muốn gặp Tú một lúc có được không? Có gì không? Thì tất nhiên là có rồi. Vậy thì nói luôn đi. Mà chẳng lẽ đứng giữa đường như vậy mà nói chuyện sao? Có gì đâu. Tú bị đau bụng thế nào mà phải nghỉ gần hết buổi học vậy? Chẳng sao hết á. Mà sao Tú không thích làm lớp phó học tập nữa? Tôi nói rồi, tôi không thích. Nhưng mà tại sao không thích? Năm giờ rồi Phong thấy Tú vẫn làm tốt mà. Hay là các bạn sầm xì dụ Phong theo đuổi Tú, làm cho Tú ngại? Mắc mới gì tôi phải ngại chứ. Phong nghĩ sao nói vậy mà. Mà tôi nói cho Phong biết nha, nếu mà từ nay về sau mà Phong còn theo đuổi tôi nữa, đừng có trách tôi nghe chưa. Tú. Tú. Các anh chị xác nhận là học sinh trúng tủ do đã được giáo viên ôn tập và hướng dẫn làm những đề thi tốt nghiệp những năm trước theo sự chỉ đạo của hiệu phó Thành. Dương, đúng như vậy à? Đúng rồi đó. Đúng như vậy. Vậy vì sao lại có tin đồn và cả thư nặc danh nữa? Tố cáo hiệu phó Thành cố tình để lộ đề thi cho học sinh,
Vì sợ kết quả tốt nghiệp môn văn sẽ thấp. Nhưng thật sự chuyện này chúng tôi không biết à. Có thể một ai đó đã nghi ngờ. Vì kết quả kiểm tra chất lượng học kỳ 2 và kết quả thi tốt nghiệp môn văn chênh lệch nhau nhiều quá, chứ tuyệt đối không có chuyện lộ đề đâu. Nếu cần, ban thanh tra cứ làm việc trực tiếp với học sinh về vấn đề đó. Ai mà làm cái chuyện nặc danh phi lý như vậy được? Có gan á thì cứ vạch mặt chỉ tên, đấu tranh thẳng thắn vào. Như vậy á, có sai đi nữa cũng dễ chấp nhận hơn. Chắc là do thù hằn cá nhân mà ra thôi. Tiểu nhân, điều mà một nhà giáo không thể chấp nhận được. Để xem có thanh tra tìm ra kẻ nào ném đá giấu tay thì biết. Biết gì, kỷ luật đuổi việc là cái chắc rồi. Chỉ tội thầy Thành, được dạ thì má cũng xưng. Xưa nay người tốt mà không có thiếu kẻ nghịch tỵ. Xin chào. Cho tôi chơi với. Con chào má. Ừ. Tú đâu rồi con? Dạ em con nó đi học. Từ sáng giờ chưa về. Trời đất, đi học gì mà nguyên ngày vậy? Không biết là nó có đăng ký học thêm gì không má? Trước giờ có học thêm gì đâu. Mà muốn học thêm thì cũng phải xin tiền má. Có đóng tiền người ta mới cho học chứ. Chắc là đi chơi rồi. Thiệt là hư à. Con chào ba. Sao trông ba có vẻ mệt mỏi vậy ba? Ba không sao. Mà con Tú về chưa? Dạ chưa ba. Bêu nó đi luôn đi. Còn gì cái. Vậy kết quả học tập của học sinh trường này, ai là người phải chịu trách nhiệm, anh hay là tôi? Tất nhiên là cả hai. Mà nói rộng ra là cả giáo viên đứng lớp. Nhưng mà tôi nói là những người phải đứng mũi chịu sào kìa. Phải tôi là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phòng, trước sở không? Còn anh thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tôi. Vì anh là hiệu phó phụ trách chuyên môn cho tôi. Anh hiểu không? Bây giờ anh đang nói sao với tôi đây? Anh có làm nổi công việc này nữa không? Hay là để tôi đề nghị với cấp trên thay thế người khác? Tùy anh. Alo. Tôi muốn nói chuyện với anh. Tối nay 7 giờ gặp mặt nhau ở văn phòng hiệu trưởng có được không? Có gì không? Tất nhiên là có. Và rất quan trọng. Để mai vào trường nói cũng được. Tối nay tôi bận. Alo. Alo.
Con đi chơi đâu đến giờ mới về vậy hả? Con không có đi chơi ở đâu hết á. Con không đi chơi vậy từ trưa tới giờ con làm gì? Con đã nói là không đi chơi thiệt mà. Con chỉ ngồi ở bờ sông thôi. Con ra bờ sông làm gì? Ngắm mèo dạt mây trôi. Chắc lãng mạn lắm hả má? Con nói dối như vậy là quá lắm đó Tú. Sao tự nhiên con sinh ra hư đốn vậy? Vậy má có bao giờ hư đốn và dối trá như con không? Con nói gì vậy? Tú! Tú! Lam, cửa hàng của con á, bữa nay buôn bán sao rồi? Nói cho bác nghe coi. Dạ, cũng thường thôi bác ạ. Thường? Thường là sao? Thường là ế đó má. Chỉ đủ trả lương cho giám đốc và phó giám đốc thôi. Mới đầu thì phải chịu vậy thôi. Để làm nên sự nghiệp á, đâu phải ngày một, ngày hai mà làm được tụi con. Dạ, con cũng tự an ủi mình như vậy bác ạ. Uống nước đi con. Dạ. Uống nước đi em. Sao con Tú nó ăn nói hỗn hào với mình như vậy? Chắc chắn là có vấn đề gì không đơn giản. Chứ vấn đề là gì kìa? Trước đây có chuyện gì nó cũng tâm sự với mình. Bây giờ má con càng ngày càng xa cách là sao? Thôi, má còn làm cố mà ngủ. Mai còn lên lớp nữa. Mình à, sao con Tú nó càng ngày càng lầm lì, ngang bướng? Nó khó hiểu quá. Con mình mà mình không hiểu sao lại hỏi tôi? Sao mình lại nói vậy? Em lo lắng quá nên mới chia sẻ với mình thôi. Mà mình có dối con điều gì không? Sao mình lại hỏi tôi như vậy? Em sợ là con đã lại thấy mình đi với ai như lần trước. Tôi không xấu như mẹ con bà nghĩ đâu. Tôi muốn nói chuyện với anh về cây lá đơn nặc danh kia. Nói gì? Cũng chính vì anh á mà tôi phải chịu trách nhiệm liên đới. Làm chủ tịch hội đồng coi thi mà quan liêu, để cấp dưới qua mặt, lộng quyền, cố ý đi lộ đề, gây hiệu quả nghiêm trọng. Tôi á chưa hỏi đến anh mà anh còn dám nói gì đến tôi nữa chứ. Tôi nghĩ trước hết anh nên thành thật hơn với chính mình, và sau nữa là hãy công tâm nhìn nhận đó là sự thật. Sự thật nào? Sự thật là kỳ thi đã tiến hành một cách hết sức nghiêm túc mà không có chuyện để thi bị lộ. Thậm chí cả lá thư nặc danh kia anh cũng hiểu rõ. Anh nói vậy là có ý gì? Ý tôi nói như thế nào anh cũng đã hiểu. Tôi đã bỏ qua cho anh mọi chuyện, nhưng chuyện này tôi sẽ làm đến cùng. Anh, tôi thách anh đó. Mình à, em nghĩ là con Tú nó có tâm sự. Nó nói nó sinh ra và lớn lên trong sự giả dối, nên em mới hỏi mình có đúng như vậy không? Con cái khó dạy, sao không hỏi thẳng nó? Thì em gặng hỏi nó hoài nên nó mới nói như vậy. Thôi, kệ nó đi. Thì mình tìm ra lý do để dạy dỗ con thì mới khó, chứ đuổi thì nói gì. Mình muốn làm gì thì làm, nhưng hãy để tôi yên. Mệt mỏi quá rồi. Em xin lỗi. Út nè. Út, em có chuyện gì em khó nói lắm đúng không? Gì đâu khó nói. Thì đó, em có chuyện gì em muốn nói với má nhưng rồi lại thôi. Hay là em nói với chị đi. Chị hứa là sẽ giúp em và giữ bí mật cho em. Chị giỏi quá ha. Mình có thời gian mà. Em không nghĩ rằng hai chị em mình có thể chia sẻ với nhau hết. Có trời cũng không chia sẻ được đâu. Không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi chị đừng có hỏi em nữa có được không vậy?
Em nghe nè. Em chưa ngủ hả? Dạ, em chưa ngủ. Anh cũng chưa ngủ sao? Em đang làm gì đó? Hai chị em đang nằm nói chuyện đó mà. Vậy hả? Dạ. Thôi em ngủ ngon nghe. Em cảm ơn anh. Anh ngủ ngon nha. Bye bye em. Giả dối. Tất cả đều giả dối hết. Giả dối. Giả dối. Em nói cái gì vậy? Em nói tất cả mọi người, cả tình yêu cũng phải là sự thật. Út nè, sao em mới có tí tuổi mà có ý nghĩ về cuộc đời lạ lùng như vậy? Bởi vì chính em ở trong cái lạ lùng đó chui ra mà. À, hay là em đã yêu và đã thất vọng rồi phải không? Được vậy đã may phước cho em lắm rồi. Nhưng không hiểu sao em lại như vậy chứ. Thì em đã nói rồi, thôi chị ngủ đi, đem ngủ nữa. Mà nói anh Hưng á, bữa sau đừng gọi vô giờ này nữa nha. Thấy người khác tình tứ vô cái giờ nhạy cảm này làm thấy khó chịu lắm. Em á, lúc nào cũng tưởng tượng ra cái gì là gợi cảm khó ngủ. Chứ tụi chị nói chuyện với nhau trong sáng như thiên thần, có gì mà khó ngủ. Em không tin có ai là thiên thần trên cái cuộc đời ô trọc này đâu. Em nói chuyện cứ như bà nội chị, chứ chẳng phải là em chị. Trước khi làm bài mới, các em lấy giấy bút ra, chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút. Cho tam giác ABC. Gọi A phẩy là điểm đối xứng với B qua A. B phẩy là điểm đối xứng với C qua B. C phẩy là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ, ta có OA cộng OB cộng OC bằng OA phẩy cộng OB phẩy cộng OC phẩy. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm bài. Vấn đề lộ đề thi xác định là không có. Vậy còn vướng mắc ở chỗ nào? Vấn đề còn vướng mắc là làm sao xác định được ai là chủ nhân của lá đơn nặc danh kia? Mục đích của việc vu khống là gì? Dù mọi nghi vấn đã tập trung vào một mối. Có xác định được lá đơn nặc danh kia cũng chẳng được gì. Vì mục đích vu khống cũng chỉ là cá nhân thôi. Nhưng qua đó rõ ràng ban lãnh đạo của trường tiểu học này có vấn đề. Cần phải chấn chỉnh ngay thôi. Nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Tôi hiểu, nhưng chấn chỉnh bằng cách nào? Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Mời vào. Dạ, tôi cần gặp trưởng phòng giáo dục à? Mời ngồi. Tôi đề nghị anh phải làm sáng tỏ vụ này. Không là tôi sẽ từ chức đó. Có phải anh đang nói tới vụ việc của lá đơn nhà danh kia không? Đúng vậy. Nhưng người ta tố cáo hiệu phó Thành, chứ có phải tố cáo anh đâu. Tôi có gì đâu để mà tố cáo. Nhưng mà hiệu phó Thành lại nghi ngờ tôi là chủ nhân của cái lá đơn tố cáo kia. Anh ta dọa là sẽ hành hung tôi. Hiệu phó Thành dọa hành hung anh thật à? Vâng, đúng như vậy. Tôi không dám nói sai. Vì vậy tôi phải lên đây báo cáo với anh ngay. Nếu có gì các anh còn biết mà xử lý. Với cương vị là một hiệu trưởng, là chủ tịch hội đồng coi thi, nếu mà tôi có biết hiệu phó Thành sai phạm đó, thì tôi chỉ giáo dục nội bộ thôi.
chứ không thể viết đơn tố cáo người để tự tố cáo tôi. Bây giờ, không những danh dự mà tính mạng của tôi cũng bị đe dọa. Tôi đề nghị là phòng phải có biện pháp xử lý để trả lại sự công bằng và trong sáng cho tôi. Anh nói nhiều quá. Vậy theo anh, vụ để lộ đề thi môn văn là có thật trong hội đồng thi do anh làm chủ tịch? Điều đó thì đã rõ rồi. Có nghĩa là anh sẵn sàng chịu kỷ luật? Thì tất nhiên là như vậy. Nhưng chuyện này xin các anh luận công, luận tội cho kỹ những vụ phạm quy, phạm pháp như thế này. Anh nói hết chưa? Dạ, hết rồi ạ. Vậy anh cứ yên tâm về đi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và xử lý kịp thời vụ việc này. Dạ. Ủa, sao bài kiểm tra dễ vậy mà mày không làm được? Không, bộ không học bài hả? Tú, Tú cho phòng nói chuyện một lát được không? Có gì không? Hình như Tú có chuyện gì buồn phải không? Hỏi chi vậy? Thì Phong muốn quan tâm chia sẻ với Tú mà. Chia được không? Nếu như Tú nói người làm cho Tú buồn là Phong thì sao? Là Phong? Phong đã làm gì cho Tú buồn? Thì đó, Tú đã nói với Phong là Phong đừng có đi theo Tú nữa. Tại sao cứ giống như đĩa đói vậy? Không có lòng tự trọng hả? Tưởng chuyện gì đeo đuổi Tú, quan tâm tới Tú là chuyện của Phong. Thôi đủ rồi, Tú không cần. Má. Ừ? Con không có muốn đi học nữa đâu. Không đi học thì ở nhà làm gì? Con đi bán hàng với chị Lam. Trời đất ơi, đang đi học mà đòi đi bán hàng là sao? Học để làm gì? Chị Lam tốt nghiệp đại học xong rồi cũng đi bán hàng kiếm sống đó thôi. Làm như chị Lam á, không học đại học cũng làm được. Với lại chị Lam cũng đang tuyển nhân viên mà. Coi vậy chứ không phải vậy đâu. Chị Lam á, đang vận dụng kiến thức học ở trường đại học vào việc mua bán trên mạng. Không phải là ai muốn làm cũng được. Con lo học hành đi. Con không muốn học nữa. Học mà muốn chứ không muốn là sao? Khi không mà con thay đổi kỳ cục vậy, má cũng không hiểu luôn đó. Tại vì má không phải là con. Alo. Là em đây. À, Kim. Con em sao rồi? Cháu nó khỏe chưa? Dạ, con trai em may mắn vượt qua khỏi nguy hiểm rồi anh. Vậy thì tốt quá, chúc mừng em nha. Cảm ơn anh. Em muốn nhờ anh một việc. Không biết anh có sẵn lòng giúp em không? Ủa mà gì vậy? Em nói đi, giúp được anh sẽ giúp. Chuyện là con trai của em, nó rất muốn được gọi một tiếng ba. Nhất là trong lúc đau yếu như vậy. Nhưng từ nhỏ tới giờ, cháu chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc ấy. Anh có thể giúp em được không? Cho con trai của em gọi anh bằng ba được không? Nhưng sao lại như vậy hả em? Con trai em có cha mà. Nhưng mà em với người ta đã chia tay từ khi con em còn chưa biết nói. Lâu nay em vẫn nói với con em là ba nó đi làm ăn xa. Rồi nó cứ mong chờ mãi. Em sợ con em biết em nói dối. Nó mà biết được sự thật, chắc trái tim yếu đuối của nó không chịu nổi đâu anh ạ. Em sợ lắm. Anh có thể giúp em được không anh? Gọi một tiếng ba thì không khó khăn gì. Nhưng lỡ vợ con anh nghe được thì lại to chuyện ra. Hơn nữa, được con em gọi ba mà anh không làm gì cho nó, anh hổ thẹn lắm. Có một người cha vô trách nhiệm như vậy, thà rằng không có thì hơn em à. Vậy có nghĩa là anh từ chối em đúng không? Mong em thông cảm cho anh. Vậy là một tiếng ba con em cũng không gọi được. Vậy mà em tưởng anh là một người giàu lòng nhân ái lắm chứ. Quá ra. Mà thôi, coi như là em lầm đi. Thôi chào anh nha.
có phải mình đã quá tệ với mẹ con của Kim không? Nhưng hoàn cảnh của mình như vậy, Kim cũng phải hiểu và thông cảm cho mình mới đúng chứ. Em không hiểu sao bỗng dưng con Tú nó thay đổi hoàn toàn, như biến thành người khác vậy. Mà hỏi sao nó cũng không nói. Bây giờ nó còn đòi nghỉ học nữa. Anh thấy có lạ không? Nhưng mà Tú học giỏi lắm kia mà. Là trước đây thôi anh ạ. Chứ còn bây giờ học hành tệ hại lắm. Em không dám nói, sợ ba má la nó. Đến như vậy thì gây thật rồi. Em không biết. À, hay là nó bị bệnh hả anh? Không phải đâu em. Chắc nó đang bị sốc chuyện gì đó thôi. Em cứ phải kiên trì nhỏ nhẹ tâm sự với Tú. Đừng làm quá quan trọng vấn đề. Em hiểu không? Ừ, em biết rồi. Mà Lam nè. Chuyện gì anh? Ba má lại hối anh là chuyện cưới xin. Em tính sao giùm anh đây? Thôi khoan đã anh ạ. Ba má em đang buồn bực chuyện con Tú. Vui vẻ gì đâu mà cưới hả anh? Thì chuyện gì ra chuyện đó với em? Hay em không thật lòng yêu anh? Ừ, em chưa thật lòng yêu anh đó. Vừa lòng chưa? Đâu, để xem em có thật lòng hay không. Con Lam đi chơi với thằng Hưng thì đã đành. Còn con Tú xin phép ra ngoài đi chơi có một chút thôi mà tới giờ này chưa thấy về nữa. Thì con cái chẳng nghe ai hết trơn. Mình à, mình rành điện thoại, mình mua giùm em một cái cho con Tú đi, để có gì liên lạc. Chứ cứ hồi hộp về chắc đau tim chết quá. Thì bà đưa tiền kêu con Lam nó mua cho. Thưa ba má, con mới về. Ba kêu con mua cái gì hả ba? Thì mua điện thoại cho con Tú chứ mua gì. Thôi khỏi bà, anh Hưng mới tặng con cái điện thoại mới xong, để con lấy điện thoại cũ đưa cho Tú cũng được. Mua mới chi cho tốn tiền. Ừ thôi vậy cũng được, miễn xài tốt là được rồi. Má, Tú đi đâu chưa về hả má? Chưa. Bà lo theo dõi, dạy dỗ con Tú cẩn thận, kẹo nó hư. Thì em cũng đang khổ tâm muốn chết nè. Anh đừng có nói vậy có được không? Lại có việc nữa rồi. Hãy cho người một niềm vui, đời sẽ vơi đi từng nỗi buồn. Hãy cho người một nụ cười, đời bớt đi từng tiếng khóc ngậm ngùi. Hãy cho người lòng vị tha, đời bớt trong ta từng lỗi lầm. Hãy cho người lòng thật thà, mai mốt lấy chồng, đời bớt đi giả dối với điều ngoa. Hãy sống với tâm hồn, giặt dao con tim không hận sâu. Anh là gì? Tình yêu ta trao nhau có chân tôi chỉ muốn thành, đi với anh, chân thì anh. Hạnh phúc mới giữ bền lâu. Anh, hãy sống với tâm hồn, ngập tràn yêu thương trong còn cuộc không được đời. Thì đừng có nằm mơ. Tình thân ta bên nhau mãi không rời, đầy nồng ấm thiết tha tình người. Hãy sống với tâm hồn, dàn dao con tim không hận sâu. Tình yêu ta trao nhau có chân thành, thì hạnh phúc mới giữ bền lâu. Hãy sống với tâm hồn, ngập tràn yêu thương trong cuộc đời. Tình thân ta bên nhau mãi không rời, đầy nồng ấm thiết tha tình người. Chuyện đâu còn có đó. Con muốn nghe gì hết á. Con muốn bà phải đối diện với con.